chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cơn bão Bofa vẫn di chuyển khá nhanh và trong ngày hôm nay, bão sẽ vào tới khu vực Biển Đông với cường độ mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 230 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Và đến 7 giờ ngày 7 tháng 12, vị trí tâm bão chỉ còn cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 210 km về phía bắc. Như vậy, vì đang ở ngoài khơi, khá xa vùng bờ, nên trong vòng 3 ngày tới, hoàn lưu của cơn bão được dự báo vẫn chưa có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết trên đất liền. Hiện tại thì khu vực Bắc Bộ đang được bao trùm bởi màn mây của khối không khí lạnh và nền nhiệt độ ngày hôm nay trên khu vực tương đối thấp, cao nhất cũng chỉ xấp xỉ ngưỡng từ 17 cho đến 19 độ. Riêng các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên có thể lên đến 23 đến 25 độ. Sang đến ngày mai thì khi đã nằm trọn trong khối không khí lạnh ổn định thì Bắc Bộ hoàn toàn tạnh giáo và đôi lúc trời sẽ hửng nắng nhẹ, ban ngày trời có ấm lên đôi chút. Tuy nhiên chiều tối, đêm và sáng sớm trời vẫn rét sâu, vùng núi còn có rét đậm, rét hại. Khối không khí lạnh chưa kịp suy yếu thì đến ngày mùng 7, tức là ngày thứ 6 cuối tuần, sẽ được bổ sung thêm, mây lại kéo nhiều, trời âm u và tình trạng rét sẽ diễn ra hết tuần này kéo dài sang tuần sau. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết tiếp tục ổn định trong 24 giờ tới. Tây Nguyên rét nhẹ vào đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng. Trong khi đó thì tại khu vực Nam Bộ cũng ít mưa với biên độ nhiệt ngày đêm là từ 23 cho đến 32 độ. Riêng các tỉnh thuộc miền Đông như là khu vực Bình Phước, Tây Ninh thì còn có cảm giác se lạnh từ 4 giờ cho đến 7 giờ sáng. Tuy nhiên, sang ngày mùng 7, ngày mùng 8 thì nhiều khả năng vùng nhiễu động trong đới gió đông cũng kéo nhiều mây và mưa tăng hơn dưới diện rải rác cho khu vực Bắc Tây Nguyên và khu vực vùng ven biển Nam Bộ. Nên nhiệt độ trưa chiều vì vậy cũng giảm nhẹ dần. Đến với ven biển Trung Bộ, ngày hôm nay mây và mưa dông sẽ trải đều cho các tỉnh thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, nên nhiệt độ cũng giảm dần và chuyển rét tại các tỉnh phía Bắc. Từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8, ngoài ảnh hưởng của đới gió đông bắc kết hợp với điều kiện địa hình, thì nhiễu động trong đới gió đông trên cao sẽ tạo điều kiện lan dần mưa cho các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, không ngoại trừ có nơi có lượng mưa vừa đến mưa to và dông. Lưu ý là các vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi cho đến Phú Yên cần đề phòng với gió giật mạnh trong cơn dông. Về tình hình thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão thì vùng biển phía đông nam Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh thì ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực phía Bắc Biển Đông bao gồm ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực trong 3 ngày tới. Khu vực phía Tây Bắc Bộ 3 ngày tới trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Khu vực phía Đông Bắc Bộ vào ngày mùng 6 thì trời nhiều mây, ít mưa và tiếp tục có rét, vùng núi có rét đậm. Ngày mùng 7 thì trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc mạnh dần, biên độ nhiệt ngày đêm dao động trong khoảng từ 14 đến 18 độ, ở vùng núi cao thấp hơn. Ngày mùng 8 thì trời nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ vài nơi nên nhiệt độ tăng chậm. Khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, 3 ngày tới trời tiếp tục nhiều mây, có mưa, có nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to, tập trung chủ yếu tại các tỉnh thành phía Nam. Nền nhiệt giảm thêm, ở phía Bắc thì trời tiếp tục rét, ở phía Nam trời lạnh. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, vào ngày mùng 6 thì ở phía Bắc trời nhiều mây, có mưa rải rác, ở phía Nam có mưa vài nơi, nhiệt độ giảm nhẹ trong khoảng từ 1 đến 2 độ. Sang đến ngày mùng 7 và ngày mùng 8, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Vùng ven biển từ Quảng Ngãi đến Phú Yên có nơi có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ dưới ngưỡng 29 độ. Khu vực Tây Nguyên vào ngày mùng 6, trời ít mưa, trời rét vào đêm và sáng, ngày nắng nhẹ. Sang đến ngày mùng 7 và ngày mùng 8 thì mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nên nhiệt độ trưa chiều cũng giảm nhẹ. Khu vực Nam Bộ vào ngày mùng 6 mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Sang đến ngày mùng 7 và ngày mùng 8, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung tại vùng ven biển, nên nhiệt độ trưa chiều cũng có giảm nhẹ.
Khu vực Biển Đông 3 ngày tới, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm ở quần đảo Hoàng Sa chủ yếu có mưa dông vài nơi, tuy nhiên vẫn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7 biển động. Trong khi đó, thì vùng biển giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa có mưa dông rải rác, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Vùng biển phía Đông Nam có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Tàu thuyền cần gấp rút ra khỏi vùng ảnh hưởng của cơn bão. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết trưa nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!